Đầu tiên để mà thực hiện được kỹ thuật đắp gel gôm này thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho Thảo là một cái phao móng hoặc là một cái đầu mài nhám nhé. Sau đấy thì chuẩn bị bay tốp gel và đầu mài mịn cộng với cả máy mài nữa. Thì chúng ta làm cái kỹ thuật này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có thể lắp đầu mài nhám vào máy. Bình thường thì mọi người có thể phao nhám bằng cái cây phao hoặc là nhám như này đều được nhé. Thảo sẽ làm hai cách để cho mọi người xem. Mục đích hay là nói cách khác là kết quả cuối cùng ấy của mình đạt được là mình muốn có được một cái móng nó nhám thôi. Nên mọi người phao bằng rũa này cũng được này. Đây là cây phao cũng được này. Đấy, hoặc là dùng cái đầu mài nhám cũng được. Mọi người chỉ cần nhám đi thôi nhé, không cần phải nhám mịn lại đâu. Không cần quá quan trọng vấn đề đấy đâu. Tại vì là đằng nào mình cũng đắp gel lên mà. Và một lớp gel rất là dày thì nó không thể nào mà nó lộ được cái phần nhám này ra. Hoặc mọi người có thể sử dụng cái đầu mài nhám như thế này để chúng ta chạy nhé. Nhìn chung là mọi người thuận tay phải hay tay trái thì mọi người sẽ đi theo cái chiều hướng như vậy. Đây, đi nhẹ thôi nhé. Và khi mọi người sử dụng máy mài như thế này thì mọi người chỉ nên để số 2 hoặc số 3 thôi nhé. Sau rồi mình đi thật là nhẹ tay để tránh trường hợp là mình sẽ làm mỏng móng của khách đi nhiều ấy. Rồi. Sau khi mà làm xong rồi thì mọi người sẽ lau bụi đi. Thì sử dụng cồn mọi người nhé. Cồn này là cồn ấy, cồn y tế cũng được hoặc cồn làm móng chuyên dụng cũng được. Nhưng thông thường người ta hay mua cồn y tế luôn vì nó thấy nó khá là tiện. Sau đó thì trước khi sơn bay lên thì mình sẽ sơn một lớp kiềm dầu nhé. Đây. Sơn cái lớp kiềm dầu này thì nó sẽ hạn chế cái trường hợp mà móng nó bị chóc từ chân lên ý. Đó nên là nó sẽ có tác dụng thêm một phần nào nữa. Nên mọi người nhớ là thêm bước này nữa nhé. Kiềm dầu thì nó sẽ hơi bóng bóng đấy và nó không cần hơ đèn đâu mọi người nhé. Sau đấy thì mình sẽ sơn liên kết hay còn gọi là sơn bay và hơ đèn 99 giây. Thì mọi người có hỏi Thảo rất nhiều là ô bây giờ mình không sử dụng cái liên kết của gel gôm thì có được không? Thì Thảo khẳng định luôn là được, tại vì cái chất lượng này Thảo đã dùng lên tay rồi. Thật sự thì cái bay này giống như kiểu mọi người dùng bay của sơn gel để dùng sang liên kết của gel IBD ấy. Thì cái này cũng vậy thôi, không có vấn đề gì cả đâu. Mọi người chỉ nhớ là đắp kỹ thuật không cho nó bị lip, phải đắp cho nó thật là tròn chân. Lip tức là tràn cái gel ra chân móng ấy, đắp cho nó tròn chân và không bị lem tràn ra đâu. Thì là mọi người sẽ được một cái móng nó có độ bền cao. Đồng thời là nhớ là những bước hơ đèn mọi người nhớ hơ đủ thời gian nhé. Rồi hơ 99 giây nhá, cho khô. Sau đó thì mọi người sẽ chuẩn bị sẵn ra là một cái lọ, một cái tuýp gel. Có thể chuẩn bị là cọ đắp là cọ tròn hay cọ vuông đều được. Nhưng đừng quên một cái chai cồn nhá. Chai cồn này là cồn y tế thôi mọi người. Mọi người dùng nước lau gel chuyên dụng cũng được, nhưng mà giá nó sẽ cao. Còn cái này là nó rẻ lắm mà nó vẫn có cái tác dụng như vậy không à. Thì mọi người mua cồn 90 độ ngoài hiệu thuốc và làm được rồi. Đó, bây giờ mọi người có thể bóp gel lên móng như này. Sau đấy trước khi đắp mình nhúng cọ ướt nhá. Tức là khi mà mình đắp được nó thì cái gel này nó dính dính ấy mọi người, nên là phải nhúng vào cồn. Đấy. Thì bây giờ thì mình sẽ, sau khi làm được cái cọ này nó không bị dính nữa rồi, thì mình sẽ đẩy gel và đắp gel. Cái ưu điểm của gel này, thật ra gel này cách đây tầm khoảng hơn 1 năm hoặc gần 2 năm mà Thảo đã chia sẻ với mọi người rồi ấy. Nhưng mà lúc đấy thì cái thói quen dùng gel IBD thì nó vẫn còn rất là lớn. Nên là đến năm nay, phải nói năm nay là một cuối năm ngoái, đầu năm nay là một năm bùng nổ của gel gôm. Tại vì mọi người thật sự thấy được cái lợi ích của nó là nó không hề có bị chảy, không hề bị kiểu khó điều khiển, mà mọi người chỉ cần là đắp lên thôi, vuốt lên thôi là được. Và đôi khi chỉ đắp một lần chứ không cần đắp nhiều lần để được một cái móng, nối móng đắp gel hoặc là đắp gel như thế này. Tiện nhất là nối móng đắp gel mọi người ạ. Và đồng thời là cái gel này nó có màu luôn này. Ví dụ như mọi người không có sử dụng sơn gel thì mọi người sẽ dùng cái gel này đắp lên luôn thì nó sẽ tạo thành màu luôn ý. Thì sau đó thì mình chỉ cần sơn tốp lại thôi. Nhớ nhé là khi mà gel này đã dính vào cọ rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái cây cọ này nhúng vào cồn một lần nữa. Tức là cứ dính là nhúng, dính là nhúng vào. Đó, mọi người hiểu đơn giản một điều như thế thôi. Chứ không phải là ui bây giờ mình đắp mà mình thấy nó dính quá, mình không biết làm đấy. Nó dính như này này. Trường hợp này ai cũng dễ gặp thôi, nhưng dính một cái là nhúng vào cồn luôn. Nếu không thì cái gel này nó sẽ bắt vào phần lông cọ. Đó, nó sẽ bắt vào phần lông cọ và nó sẽ có thể làm hở cái cọ chúng ta ra. Tức là khi mọi người đắp gel mà có trường hợp là cây cọ nó bị tách làm đôi hay như nào đấy là do cái gel này nó bị len lỏi vào trong phần lông cọ rồi đấy. Đấy là mọi người hiểu bản chất như thế nhá. Đến đầu móng thì mọi người có thể gạt bớt gel, bỏ đi.
Nói thật với cả mọi người là cái gel này mà dùng hết rồi có khi không phải vứt đi đâu, cái gel này vẫn dùng lại như bình thường được nhá, không phí đi một tí nào luôn ý, nếu như mọi người có chỗ mà cất nó. Còn không thì mọi người không tiếc cái phần đấy thì mọi người có thể bỏ đi. Và chúng ta sẽ làm tương tự như vậy ở ngón tiếp theo nhá. Cái này thì không cần phải từng ngón một là hơ đâu, để nó tiện đến mức vậy cơ, không có bị chảy quá. Rồi còn có một cái, đấy là các ưu điểm so với gel IBD truyền thống. Còn một cái hạn chế nhỏ nhỏ thôi là Thảo thấy là nó hay bị dính cọ thôi. Chứ còn cái cách lắp như thế này nếu mọi người nhúng nước đầy đủ vào cọ thì nó cũng không phải bị dính đâu mà rất là dễ chảy đấy. Đây, khách nào mà thích tự nhiên mà muốn nuôi móng, móng cho móng cứng thì á, chúng ta làm luôn như này. Sau khi mà làm xong thì mọi người sẽ hơ đèn nhé. Hơ đèn 99 giây, lúc này bề mặt nó rất là cứng rồi. Nhưng mà nó sẽ hơi dính một tí, hơi dính một tí chứ không dính nhiều như gel IBD. Thì mọi người sẽ lau bằng acetone đi nhé, hoặc cồn cũng được, nói chung là lau người dị được. Rồi sử dụng đầu mài kim loại, đây là đầu mài mịn nhé. Thì mọi người sẽ chạy máy đi cho nó thật là mịn. Vì cái gel này nó cứng lắm mọi người ạ, bình thường mình sẽ dùng phao đấy, nhưng mà cái gel này cứng lắm thì mình nên có thể dùng đầu mài nhé. Đầu mài mọi người nên, nếu là người mới thì mọi người nên mua một cái đầu mài nó có phần tròn tròn ở trên đỉnh như thế này, để tránh trường hợp là mọi người có đi sát vào phần chân móng quá, chẳng may như vậy thì nó sẽ cũng không làm phạm phải tay khách đâu, nên mọi người cứ yên tâm nếu là người mới nhé. Còn các bạn đây nó không đau một tí nào luôn. Còn các bạn nào mà làm nhiều rồi thích thử thách thì mọi người có thể chọn những cái đầu mài mà nó không có phần tròn như này. Nhưng mà tuy nhiên thì Thảo nghĩ rằng là mới học hay là gọi là học lâu rồi, đôi khi mà mọi người kiểu có những phút mọi người kiểu lơ đãng một chút, không tập trung một chút ấy, thì tóm lại là thôi để an toàn thì cứ chọn cái đầu mài này nhá. Đấy là mình khuyên thật, còn mọi người thích dùng cái đầu mài vuông hẳn ấy thì mọi người cứ dùng thôi. Rồi chạy mịn bề mặt nhá. Nếu như lúc này mà mọi người làm là muốn sơn màu sơn gel lên thì mọi người hãy phao mịn lại và sơn bay rồi sơn màu như bình thường, rồi sơn tốt. Còn nếu không mà mình thật sự muốn là cái màu này là màu móng thì tiện luôn, như kiểu màu thạch ấy mà, thì mọi người sẽ sơn tốt lên là xong. Nhưng mà nhớ là với điều kiện khi đang sơn màu thạch như thế này thì mọi người đắp gel cho nó đều nhá, chỗ lồi chỗ lõm là coi như màu thạch, chỗ đậm chỗ nhạt đấy. Sau khi mà chúng ta phao xong, chạy máy xong thì mình sẽ phao mịn lại để cho thật thật là mịn này. Rồi. Phao mịn xong đương nhiên là chúng ta sẽ rũa lại móng một chút rồi. Thật ra là mọi người có thể rũa móng này, rũa móng bằng cái rũa mỏng như thế này nhé, bởi vì nó đang là cái gel này nó mỏng ấy mà, mình rũa rũa mỏng thì nó dễ luồn lách hơn. Rũa lại một chút thôi và chúng ta chỉ cần sơn tốp là hoàn thành. Nếu như mọi người thấy cách làm này rất là tiện, hoặc là mọi người thấy là cách làm này mọi người thắc mắc ở điểm gì, hay là mọi người mong muốn Thảo làm video gì thì mọi người có thể để lại phần bình luận ở bên dưới nhé. Rồi, ok, đương nhiên là chúng ta sẽ lau sạch móng đi rồi, bởi vì dính bụi ấy, thì nó cũng sẽ làm cho cái phần, cái việc là chúng ta sơn tốp hay cái gì đấy ở phần đầu móng hoặc chân móng nó cũng sẽ không được tròn ấy, hoặc là nó sẽ bị lõm hoặc lỗ chỗ gì đấy. Rồi, lau sạch đi nhá. Sơn tốp này, mọi người sơn tốp và hơ đèn 2 lần 99 giây nhé. Tại sao phải hơ đèn 2 lần 99 giây? Bởi vì làm hơ đèn lâu thì nó sẽ, cái lớp tốp này nó sẽ được bóng hơn ấy mọi người. Đây mọi người sẽ nhìn thấy một cái màu rất tự nhiên ở đây. Nhưng mà vẫn đảm bảo là nó sẽ giữ móng của khách được cứng.
Rồi, hôi đèn như vậy chúng ta đã hoàn thành.